Đây là chiếc bàn mà người ta yêu cầu mình là làm một cái bàn uống nước ăn cơm, ngồi được khoảng 10 người. Thì mình đã kéo thước cho người ta xem. Thì với cái bàn này thì ngồi 8 người thì thoải mái, mỗi bên 3, hai đầu 2 là 6 là 8. Hai bên 3, mỗi bên 3 là 6, hai đầu 2 là 8. 10 người thì ngồi hơi chật tí, vẫn ngồi được. Dài là 1,5 m, rộng là 80, cao 65. Giờ mình sẽ sơn nó, sau đó dán alu lên bên trên. Đây là cái bàn sau khi hoàn thành đây. Alu trắng bo cái nhôm về xung quanh, bo cái về xung quanh làm viền, có chân cao su. Giờ tôi sẽ tiến hành bóc cái lớp bảo vệ của miếng alu ra. Đây, cô quay của cháu đoạn bóc cái băng dính ra. Quay ngang hay quay dọc đấy? Đấy, quay quay dọc như thế luôn. Đây là cái bàn gắn mặt bằng alu sau khi nó hoàn thành. Giờ mình sẽ bóc nó ra. Dính nhỉ? Rồi, cái này lớp bảo vệ mà. Đấy. Trắng luôn, trắng tinh luôn. Bóc ra cái mặt đẹp thế. Cái này dùng một thời gian này không thể tránh được cái xước. Đi làm sao tránh được, thì có cái này mà đầu tiên mình kính 10 ly nó vào mà giờ là đến già luôn và đến lúc hỏng luôn. Quá đẹp. Đây, con thơ phát biểu cảm nghĩ đi, được không? Được. Giang rất là khéo tay. Đây, bo viền về xung quanh. Đây, bàn mình bo viền về xung quanh này. Dùng nước. Cái này 10 người thì hơi chật, 8 người thì là thoải mái. Mỗi bên 3 này, hai đầu 2 là tổng là 8 người. 8 người ngồi cái bàn này rộng. Ừ, phòng lúc có đông rồi chứ. Vâng. Cô Thư có lên hình không? Không. Đóng được cái bàn nó thích rồi, không phải lên hình đâu. Rồi. Giờ cháu cô chuyển về nhá. À. Rồi, mình dừng video đây đây.